Xin chào mọi người, We Challenge đã quay trở lại rồi đây. 2023 sắp kết thúc rồi. Và để đón chào 2024 mới thật là hứng khởi thì chúng mình hãy cùng tham gia một số thử thách nho nhỏ nhé. Đi thôi. Thử thách đầu tiên, đoán tên trang phục chào đón năm mới của các nước trên thế giới. Người chơi sẽ lần lượt xem những bộ trang phục đặc trưng ở các nước khác nhau và phải đoán xem đó là trang phục của đất nước nào. Quả là thú vị phải không nào? Việt chắc chắn không ạ? Chắc chắn không? Anh hỏi lên anh đúng không? Chắc chắn luôn. I don't know where the custom from. Việt Nam. So, do you know what's the name of it? Áo dài. Ở Việt Nam ạ. Đây là áo gì đây? Áo dài ạ. Thế bây giờ Tết này có mặc áo dài không? Có. This is traditional custom in Vietnam. Yeah, beautiful. Chiếc áo dài là quốc phục của Việt Nam. Trên cả niềm tự hào dân tộc, chiếc áo còn là minh chứng cho nền văn hóa lâu đời và phong phú của đất nước. Dù trải qua nhiều thời kỳ cùng những sự cải tiến về chất liệu, kiểu dáng, nhưng sự thanh thoát và uyển chuyển của tà áo dài vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Đất nước Nhật Bản ạ. Em biết bộ này tên là gì không nhỉ? Nhật Bản ạ. Mình biết đây là kiểu là tên là gì không? Kimono. Japan. Japan. Kimono. Yeah, it's really famous, right? Nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ đến những chiếc kimono mang vẻ đẹp độc đáo và tinh thần dân tộc của xứ Futang. Kimono được thiết kế gồm 8 mảnh ghép, có thể điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp với người mặc. Màu sắc của kimono thường biểu thị các mùa trong năm. Ngoài ra, kimono có nhiều loại và được sử dụng trong những dịp riêng biệt với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trung Quốc. Chắc là Trung Quốc. Bạn có biết là tên là gì không? Không. China. I don't know what the name is, but I know it's Chinese. Đây là một bộ sườn xám của Trung Quốc, rất nổi tiếng. Cái này là Tượng Hải, từ Tượng Hải. Với thiết kế độc đáo, sườn xám là một bộ trang phục vô cùng duyên dáng và thanh lịch. Đây được xem là biểu tượng cho sự giải phóng phụ nữ khỏi chính quyền phong kiến. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, sườn xám như là một biểu tượng đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa truyền thống dân tộc cổ kim của Trung Hoa. Cái này là cái khu cũng ở trong châu Á. Em không biết. Này là Nhật Bản ạ. Chắc chắn là Nhật Bản đâu. That's South Korea, Hanbok. Yeah, that's right too. Yeah. No, a lot of like custom around the world, yeah. Đây là Hàn Quốc nhá. Bộ đồ này là của Hàn Quốc này. Đây có cái áo này, rất là to luôn. Hanbok là trang phục đặc trưng của người Hàn Quốc. Tuy hình dạng và thiết kế thay đổi đa dạng theo thời đại mới, Hanbok vẫn giữ được tính truyền thống và trở thành một phần cuộc sống của người dân trong hơn 5.000 năm qua. Ngày nay, Hanbok chủ yếu được mặc trong các dịp lễ Tết khi có các sự kiện trọng đại đối với người Hàn Quốc. Đây, em có biết là bộ đồ này của đất nước không? Nào. Không ạ. Thế này là Ấn Độ hả? À, từ. Ấn Độ. Chuyện phim rất nhiều luôn. India. Ấn Độ. Cái bộ này bạn thấy hay trong những bộ phim như nào nhỉ? Cô dâu tuổi. Đây là từ nước Ấn Độ nhá. Chà, đây rất là trong bộ phim Cô dâu tuổi này, thấy rất nhiều luôn này. Sari là trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, màu sắc vô cùng bắt mắt và rực rỡ. Theo truyền thuyết, sari được xem như biểu tượng của vẻ đẹp và quyền lực. Trải qua nhiều thế kỷ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa và cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ Ấn Độ. I think it might be Indonesia or quite close, yeah. Thailand maybe. Campuchia. Mọi người đã thấy cái này bộ này trên ở đâu chưa nhỉ? Em thấy bộ này trên phim rồi. Đáp án của Google là bạn là gì ạ? Em nghĩ là Campuchia. Rất tiếc đây là bộ từ Thái Lan. Trang phục truyền thống Thái Lan còn được gọi là fascin. Chúng được cắt may từ 2 đến 3 mảnh vải quấn quanh lưng và được nối gấp thành các loại áo quần phong phú. Các bộ trang phục được thiết kế thoải mái với màu sắc sặc sỡ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng. Ở trên cái kênh TikTok mà nó cũng hay quấn như này này, mà yêu cái thằng... Indo à? Indo à? Chắc chắn không ạ? Hình như phải đấy, Indo. Indo. Bộ này rất khó ấy. Chưa ai đoán được đúng luôn. Lào. Mọi người có thể chốt lại đáp án, có thể bàn luận nhé. Campuchia. Không. Gợi ý là một cái đất ở trong Đông Nam Á. Đông Nam Á à? Campuchia. Có khả năng đấy, Campuchia. Chắc chắn không ạ? Chắc ạ. Okay, this is the hardest one. That's Indonesia, probably. Or no, maybe... Is it Asia? Yeah, it's Asia country. Asia? Malaysia? Indonesia. Chắc chắn luôn. Chắc chắn. 100% luôn. Vâng. Không đi lại. Vâng. Đây là Malaysia. Cho em một gợi ý đó chính là nó trong đấy nước của Đông Nam Á. Bao gồm chữ M. Malaysia. Đúng rồi. Giỏi quá.
Trang phục baju kurung có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 15. Khi mặc, người phụ nữ Malaysia sẽ choàng khăn vắt qua vai hoặc trùm lên đầu. Trang phục thường được may bằng vải lụa mềm, điểm xuyết thêm họa tiết cầu kỳ. Người Malaysia thường mặc trang phục truyền thống vào những dịp quan trọng như lễ Tết hay đám cưới. Tiếp theo, đoán tên món ăn chào đón năm mới của các nước trên thế giới. Người chơi sẽ được xem những món ăn đặc trưng của các nước vào dịp Tết. Và phải đoán xem món ăn đó đến từ đâu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử thách này nhé. Việt Nam. Bánh chưng của Việt Nam. Bánh chưng Việt Nam. Bạn biết kiểu cách làm cả nguyên liệu có những gì? Đầu tiên là cần cơm nếp này. Gạo nếp. Thịt này, cốm này. Đậu xanh. Bạn nghĩ là cốm không? Chắc là không có cốm. À có cốm hả? Không có cốm đâu. Không có đâu. Không có đâu. Em biết món này món gì không? Có, em bánh chưng ạ. Nhà em hay có hay ăn bánh chưng không? Tết thì em hay ăn ạ. I actually think this is Vietnamese. That's right, steamed rice with some filling. It's called chưng cake. Okay. So it's like made up with the sticky rice, rice, bean and like pork. Okay. Yeah. Chiếc bánh chưng xanh đã trở thành biểu tượng ẩm thực truyền thống mỗi dịp Tết của dân tộc Việt Nam. Theo quan niệm từ xa xưa, bánh chưng có hình vuông tượng trưng cho đất. Bánh chưng là nét văn hóa lâu đời của người miền Bắc, bánh Tết thì được người dân miền Nam ưa chuộng hơn. Còn người miền Trung dùng cả bánh chưng và bánh Tết tùy theo khu vực. Em ăn bao giờ chưa? Nhiều quen đây lắm. Là há cảo. Thì món này là của đất nước nào nhỉ? Không biết. Trung Quốc. Món này tên là? Em không chắc nhưng mà em nghĩ là dumpling ạ. What about this one? That looks like dim sum. Nó là dim sum, nó là siêu cảo. Đây là món Trung Quốc nha. Ngày đầu năm mới, người Trung Quốc có thói quen thưởng thức món sủi cảo vì quan niệm món ăn có hình dạng giống như những đồng tiền cổ của Trung Quốc, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng, sẽ mang lại tài lộc cho cả năm. Theo lệ, khi ăn sủi cảo, người Trung Quốc chỉ ăn số chẵn, không ăn số lẻ. Gợi ý bạn là cái trắng này là một cái loại rất là dẻo, biết chung là đoán được không? Không, bạn em không biết. Nhà anh gợi ý nhá, là cái bánh phần trắng này là bánh gạo đấy. Em không biết. Em ăn tteokbokki rồi chưa? Tteokbokki em chưa. Chưa. Do you know what is this white thing? Is that egg or? It's sticky rice. Sticky rice maybe like Thailand. Chưa có ai đoán đúng. Đây là ramen. Canh miso. Cũng là một loại canh nhưng không phải có miso. Cái loại trà trắng này nó chính là canh. Bánh gạo đấy, một loại bánh gạo. Quả vậy là chắc của Hàn Quốc ấy. Canh của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc. Chắc không? Có chắc chắn không? Đúng như Nhật. Mọi người chốt lại chưa? Nhật. Đây, gợi ý cho mọi người đây là cái bánh trắng này ấy, là bánh gạo nhá. À, bánh gạo chắc là hạ... Hàn ấy. So this is from South Korea. Okay. Món này của Hàn Quốc nhá, đây là một loại canh rất là ngon nhá. Canh rong biển này, canh rong biển với cả bánh gạo này. Tteokguk là món canh bánh gạo truyền thống của người Hàn Quốc, thường được nấu để ăn vào ngày đầu năm mới với hy vọng có thể mang tới may mắn cho mọi người. Món ăn được làm từ bột gạo, trứng thái chỉ, đậu hũ, thịt bò, rong biển, nước xương bò hầm và hành hoa. Việt Nam ạ. Nói thế thì chịu rồi. À không, cái gì? Chắc chắn không ạ, chắc chắn không ạ. Mình có thể nhìn cái hộp này có quen không? Của nước Nhật Bản. Nước nào hải sản ấy nhỉ? Trung. Trung. Chắc chắn không? Trung. Bạn thấy cái loại hộp này nhìn có quen không? À không, hộp đem đi ăn Nhật. Nhật. Bên sao tôi tâm lý nào ấy. It is a mixture of like kind of like squid and like like bagashi. Is it Japanese? Cái này thì chắc chắn là của Nhật rồi. Trong này là có sự kết hợp của hải sản và những loại bánh ngọt biểu tượng cho sự thành công trong là công việc ấy ạ. So have you ever tried any of them? I've tried the Vietnamese one, the sticky rice. Osechi Rodi là các sản phẩm được chế biến từ đậu đen, cá và hải sản, những nguyên liệu nấu ăn phổ biến tại Nhật Bản. Theo quan niệm của người Nhật Bản, đậu đen, cá và hải sản sẽ giúp họ có sự năng động, hoạt bát hơn, trí não sáng suốt để làm việc một cách hiệu quả. Đây là phần quà của bạn vì đã trả lời câu hỏi một cách vô cùng xuất sắc. Đây ạ, đây. Vâng, cảm ơn ạ. Fantastic, thank you. Vâng, em xin, cảm ơn. Đây là một cái voucher này, lát em có thể đưa cho bố để bố có thể làm cho nhá. Và thử thách của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu bạn có bất cứ ý tưởng gì thì hãy gửi lại cho chương trình nhé. Còn bây giờ thì goodbye and see you next time.